Tam Anh xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị được nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin mời quý vị đón xem 12 tập phim Đời Người Mỹ Gốc Việt của Tam Anh sản xuất và đạo diễn đang được chiếu trên đài Việt Pay Direct TV 2033 trên toàn quốc Mỹ theo múi giờ California bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 lúc 4 giờ sáng và 10 giờ trưa hay trên Việt Pay TV băng tần 57.2 lúc 4 giờ sáng và 3 giờ rưỡi chiều hoặc xem lại trên YouTube Việt Qua TV. Bây giờ, xin gửi đến quý vị một bản tin tại Việt Nam đang xôn xao cộng đồng mạng, đó là chụp ảnh cưới xong thì đường ai nấy đi. Cô gái bị bạn trai đòi lại quà, nhẫn cưới và cả tiền chụp hình cưới. Hậu chia tay chưa được bao lâu, anh chàng này đã vô tư đòi lại tiền từng bỏ ra để chụp ảnh cưới cùng một số quà tặng khác, khiến cho cô gái vô cùng bất ngờ và bức xúc. Lâu nay, ít thấy vụ chia tay đòi lại quà nào ầm ĩ trên mạng xã hội, khiến cho dân mạng lầm tưởng các cặp đôi đã ngộ ra chân lý rằng khi yêu thì rất chân thành, dẫu chia tay thì vẫn văn minh, lịch sự và tôn trọng đối phương, không có lôi nhau đi bốc phốt nữa. Nhưng rất tiếc, vừa mới đây lại có một cô gái đến từ thành phố Sài Gòn lên tiếng về việc chia tay bạn trai sắp cưới, bị đòi lại quà và thậm chí là cả tiền chụp ảnh cưới nữa. Cụ thể, cô nàng tên là KP, đến từ thành phố Cà Mau, hiện đang sống tại Sài Gòn, cho hay cô và bạn trai tên ND sau một thời gian dài yêu đương, tìm hiểu, đã quyết định sẽ về chung sống một nhà. Hai bên gia đình đã gặp mặt để bàn chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Cách đây hơn 2 tháng, cô gái trẻ và chồng sắp cưới đã đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Chuyện cưới sinh của họ không thể xuôi chèo mát mái. Cả hai chia tay sau ngày chụp ảnh cưới không lâu vì nhiều mâu thuẫn. Điều đáng nói là cặp đôi này không chia tay trong êm đẹp. Cô nàng KP đã vô cùng bức xúc bởi hậu chia tay chưa được bao lâu thì cô bị bạn trai sắp cưới nhắn tin đòi lại quà. Những tưởng tình huống dở khóc dở cười này chỉ gặp đâu đó trên mạng xã hội. Nhưng cô gái quê ở Cà Mau không ngờ nó lại xảy ra với chính bản thân mình. KP đã kể, sau khi hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới sinh, thì tụi mình đã lên Đà Lạt chụp hình cưới. Chi phí hết tổng cộng là 25 triệu, bao gồm cả tiền chụp ảnh và ăn uống đi chơi. Chồng sắp cưới khi ấy chi ra 15 triệu, còn mình bỏ thêm 10 triệu nữa. Không may sau đó, hai đứa chia tay. Anh ta nhiều lần năn nỉ quay lại, nhưng không được thì trở ra đòi quà. Đòi chia tiền chụp ảnh cưới là 50-50. Mình phải đưa thêm cho anh ta 7 triệu nữa mới đủ. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn đòi lại chiếc nhẫn đã tặng mình lúc cầu hôn với đầy đủ giấy tờ để bán được giá. Quà cáp cũng muốn lấy bằng hết cho dù mình đã dùng rồi. Theo đó, ban đầu thì cô gái trẻ dự tính sẽ trả lại tất cả quà cáp, tiền bạc để chấm dứt hẳn, không dây dưa với anh bạn trai cũ nhỏ nhen, tính toán nữa. Tuy nhiên, sau đó KP cho hay cô cảm thấy không nhất thiết phải đối xử tử tế với một kẻ không ra gì. Cô cho hay, ban đầu mình hỏi anh ta muốn đòi lại gì thì sẽ trả lại bằng hết, bao gồm nhẫn 5 triệu bù thêm vào số tiền chụp ảnh cưới. Nhưng sau mình nghĩ lại, mình thấy không cần phải đàng hoàng, sòng phẳng với một kẻ bám váy phụ nữ, chẳng ra gì nữa. Chụp ảnh cưới thì mình đã bỏ ra 10 triệu là đủ một nửa cho album rồi. Chi phí 25 triệu do anh ta ăn chơi thì anh ta tự chịu lấy. Chưa kể, trước đây khi yêu nhau, đi du lịch cùng nhau bằng tiền của mình, rồi giày hiệu, rồi nước hoa của mình anh ta dùng, xe của mình anh ta lấy chạy, giờ chia tay. Anh ta quay ra đòi đủ thứ, mình ức quá. Cho dù không muốn bôi xấu người cũ, bởi vẫn biết xấu chàng thì hổ thiếp, nhưng vì quá bức xúc bởi hành động trở mặt một cách vô tư của ND, nên KP quyết định đăng lên mạng sự việc để giải tỏa. Câu chuyện tưởng như đùa của KP thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc anh chàng đòi lại tiền chụp ảnh quả đúng là quá nhỏ nhen và keo kiệt.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cũng tò mò về lý do chia tay, dù đã định ngày cưới, chụp ảnh cưới của cặp đôi này. Bởi biết đâu, anh chàng kia vì bị cấm sừng hay chia tay trong ấm ức nên mới tức tối, quay ra trả thù vặt như vậy. Để giải tỏa thắc mắc của dân mạng, nữ chính không ngần ngại chia sẻ. Đúng, mình là người chia tay. Dù con gái đã tính chuyện trăm năm, chụp ảnh rình rang mà hủy hôn thì thiệt thòi hơn cả. Mình yêu anh ta thật lòng, cũng mặn nồng lắm mới kết hôn chứ bộ. Nhưng khi chụp ảnh cưới rồi, đã định ngày lành tháng tốt, anh ta về nhà mình ở, thì mới phát hiện ra anh ta nghiện chất kích thích, hút cỏ thường xuyên. Lúc yêu, mình không hề hay biết. Sau này nghe em trai anh ta kể lại, mình mới biết. Mình đã khuyên nhủ anh ta bỏ, đừng dùng chất kích thích. Nhưng khuyên mãi không được. Thậm chí tiền mình đưa cho anh ta đi chợ, anh ta cũng bớt sáng làm quỷ đen. Mình còn hướng nghiệp, khuyên anh ta tu chí làm ăn. Nhưng anh ta chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ. Thấy chán nản quá, tương lai mờ mịt quá, mình mới quyết định hủy hôn. Hiện câu chuyện vẫn đang được rất nhiều sự quan tâm, cùng vô số gạch đá nhận về cho anh chàng nhỏ nhen ích kỷ kia. Thưa quý vị, chia tay đòi lại quà là một trong những hành động khiến cư dân mạng lên án khá nhiều đối với các cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là các chàng trai. Thế nhưng, trong câu chuyện gần đây được đăng trên mạng xã hội, thì hành động đòi lại quà của chàng trai lại được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình. Bởi vì anh người yêu, anh ta đã yêu một kẻ phản bội. Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, thì anh chàng và cô gái này đã yêu nhau được 8 năm rồi. Họ quen nhau từ hồi cấp 3, nhưng dùng dần mãi đến năm cuối lớp 12 thì yêu nhau. Trong suốt 8 năm ở bên cô gái, chàng trai luôn cố gắng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người yêu, từ việc đi mua sắm, du lịch, đến quà cáp lễ Tết đầy đủ trong suốt 8 năm trời, không ngày nào thiếu. Mới đây, cô đòi mua xe, chàng trai cũng sẵn sàng chi ra hơn 50 triệu đồng mua chiếc xe tay ga cho bạn gái. Thậm chí anh ta còn hứa hẹn chờ đến cuối năm đủ tiền mua nhà sẽ chuẩn bị xính lễ sang nhà rước cô gái. Ấy vậy mà người tính không bằng sừng tính. Chàng trai phát hiện cô gái đi cùng người khác, một người trẻ hơn anh ta, khá đẹp trai, và họ chở nhau trên chính chiếc xe mà chàng trai mới mua cho cô gái. Đi đằng sau chiếc xe, anh nhìn thấy hết khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Sau khi được thằng em ngồi sau thúc giục, chàng trai mới quyết định chạy xe tiến tới gần, ép xe lại rồi bắt quả tang tại trận. Trong khi cậu con trai làm kẻ thứ ba kia thì run rẩy nói rằng bản thân không biết gì hết, chỉ biết cô gái chưa có người yêu, thì cô gái lại gào lên với chàng trai đòi chia tay. Sau cùng, anh chàng cũng đồng ý, đường ai nấy đi. Và tất nhiên, không quên đòi lại chiếc xe hơn 50 triệu đồng kia. Cũng may, anh tính tuần sau mới đưa cô gái đi đăng ký biển số xe. Nhà cũng đã mua, định rằng sau khi cưới sẽ để vợ đứng tên. Nhưng ai ngờ sừng lại mọc nhanh đến thế. Mặc dù rất bình tĩnh nói lời chia tay, còn đòi được cả xe, nhưng sau khi đi được một đoạn đường, chàng trai đã bật khóc. Có lẽ anh tiếc mối tình 8 năm của mình cùng tương lai hạnh phúc đang trông chờ bỗng dưng vỡ tan trong chớp mắt. Cư dân mạng đã nói gì? Trước trường hợp của chàng trai, không ít cư dân mạng bày tỏ sự bất bình, cho rằng cô gái có phúc mà không biết hưởng, đi ngoại tình dù bạn trai đã lo lắng hết mực. Ngoài ra cũng có những ý kiến còn mừng cho anh, bởi dù sao sự việc biết sớm được bộ mặt thật của người yêu cũng tốt hơn. Nếu đã cưới, e rằng việc chia tay cũng chẳng dễ dàng. Hơn hết thì anh chàng còn đòi lại được chiếc xe của mình, coi như cũng không thiệt thòi là bao. Xin mời quý vị nghe qua một vài bình luận của cư dân mạng sau đây. 8 năm thì chắc cậu này không phải là người đầu tiên rồi. Chúc mừng anh, biết sớm vẫn đỡ khổ hơn là biết muộn. Có lẽ anh phải cảm ơn vì bắt gặp sớm, chứ không phải khóc đâu. Kiểu này mà sau khi cưới về là tan đàn sẽ nghé như chơi.
Trường hợp này là kỷ niệm cho anh, cho những kỷ vật thì anh xin lại. Cô gái dại quá, mấy ai được người yêu mua tặng xe đâu chứ. Thương ghê chưa? Anh ơi, qua yêu em này, em không biết cắm sừng là gì đâu. Thật ra từ đầu, nếu anh tỉnh táo hơn, đã không bị lợi dụng hẳn 8 năm như vậy. Đâu phải cô nào cũng không tự trọng đòi hết cái này tới cái khác kia chứ. Đời đúng là vô lý. Mình đã không thể tin là có những thằng đàn ông như thế này lại tồn tại. Nhưng khi thật sự tồn tại lại toàn yêu phải mấy em đào mỏ như vậy. 8 năm yêu nhau không phải là quãng thời gian ngắn. Vậy nhưng cô gái đã vứt bỏ 8 năm cùng tình cảm của chàng trai để đi hẹn hò với một anh trẻ hơn. Đây có lẽ là một cái dại mà có lẽ sau này cô nàng mới phát hiện ra được. Còn hiện tại, cư dân mạng chỉ còn biết mừng cho chàng trai khi sớm phát hiện được bộ mặt thật của người yêu mình. Hy vọng anh sẽ sớm vượt qua được nỗi thất tình này và tìm được một cô nàng tốt đẹp hơn nhé. Tâm Anh cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Vietsky TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Xin mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Vietqua TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày được vui tươi và yên ấm. Xin trân trọng kính chào.